Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý Phật tử ở thủ đô Hà Nội nói chung và tại đạo tràng chùa Yên Phú nói riêng. Lời đầu tiên thầy xin trân trọng gửi đến tất cả quý vị lời chào và cầu chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường trong ánh hào quang của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ra đây thầy mới cảm nhận được thế nào là mưa xuân của đất Bắc. Mưa như thế này thì đẹp thì có đẹp, nhưng mà lòng của mình sẽ dễ gợi nhớ đến những nỗi niềm u hoài, cứ buồn man mác mà chẳng hiểu buồn việc gì, phải không các vị? Mình có biết mình buồn việc gì không? Biết, nhưng mà nỗi niềm khó mà thổ lộ cùng ai, chỉ có mình với Phật biết là đủ rồi. Chứ mình nói mình không biết vì sao mình buồn là nó không có đúng, chẳng qua là tại vì mình muốn giấu thôi. Thưa quý vị, hôm nay thầy đến đây trước hết là xin được thăm tất cả các vị Phật tử ở trong đạo tràng và xin gửi lời cảm ơn các vị. Ở đây là phải nói chân thành cảm ơn vì các vị đã phát tâm tu tập. Mặc dù các vị tu tập thì các vị được giải thoát, nhưng khi các vị tu tập, các vị thoát ra được những cái phiền não, những buộc ràng ở trong đời thường, thì thầy lại có thêm những hành giả cùng đồng hành với mình, có thêm những vị pháp lữ cùng tu tập với mình. Như thế mình sẽ được an lạc hơn. Bây giờ mình đi tu có một mình đi đâu cũng một mình, quý vị cảm thấy lẻ loi không? Có nhiều người tự nhiên mình cảm thấy nó vui hơn. Cho nên ông bà mình có câu ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà phải là thật tu kìa, chứ không có tu kỷ niệm, nó không có tu theo phong trào, không có tu bằng hình thức. Chúng ta phải chuyển hóa từ tấm lòng của mình xác quyết được niềm tin của mình đối với lại chính pháp, đối với lại giáo pháp của Đức Phật, và chúng ta phát tâm tu như thế thì từng bước mình mới thoát được những buộc ràng do tham chấp dối lừa chính mình tạo ra chứ không ai hết. Do đó các vị tu tập được, thầy rất là cảm ơn, thầy rất là mừng. Và thứ hai, thầy đến đây thầy cũng mong được gặp Thượng tọa trụ trì để đảnh lễ Ngài. Tại vì cách đây 10 năm thì Thượng tọa trụ trì ở đây có dạy thầy một năm trong cái lớp cao học Hán Nôm tại Viện Nghiên cứu Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà tiếc là hôm nay thầy tới thầy không có được gặp thầy trụ trì, vì lâu rồi bẵng đi 10 năm chưa gặp. Thầy cũng mong gặp thầy của mình để xem coi dung nhan đó bây giờ ra sao. Gì đâu mà vỗ tay. Tiếc là không gặp được thầy trụ trì, thầy lại bận Phật sự ở Ninh Bình, cho nên là thầy cũng dễ thương lắm. Thầy gọi điện rồi thầy còn nhắn tin. Thưa với lại quý vị, thật ra có đi đâu đến cùng trời cuối đất đi chăng nữa thì ân nghĩa đối với các vị thầy đã từng giáo dưỡng cho mình, từng dạy dỗ mình, thì ơn đó chúng ta không thể phủ nhận. Cha mẹ sinh ra hình hài nhưng mà có được tuệ giác, có được kiến thức chính là nhờ ở các thầy, những vị đã đem kinh nghiệm của một đời người để truyền lại, thì đây là một cái nhân duyên lớn. Có khi các vị thấy đó, mình ở cạnh chùa, có những người ở cạnh chùa chứ cả đời họ chưa bước chân vô chùa nữa, phải không? Có khi còn chỉ trích chùa, có khi còn xỉa xói chùa nữa.
Còn nói xấu chùa nữa mà không biết chùa làm nên tội tình gì. Đấy. Cái nghiệp, cái đó là cái nghiệp của mỗi con người, không phải mình dễ gì gặp Phật pháp, không dễ gì mình thấy được chánh pháp. Cho nên ở trong kinh có câu nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Được thân người đã là khó, mà được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Thế mà có những bạn đồng tu của mình gặp Phật pháp rồi thì lại không chịu tu. Đó. Thầy thấy có nhiều vị vào chùa không tu, thầy thấy thương vô cùng. Làm loạn ở trong chùa nữa chứ, vô không lo niệm Phật, lo nhìn người này, liếc người kia, rồi cái hứ, rồi cái nguýt, rồi bắt đầu nói xấu. Cuối cùng mình quên đạo Phật mà mình theo đạo của Buôn Dưa Lê, miền Nam gọi là bà Tám đó. Tức là nhiều chuyện đa sự, dần dần mình đánh mất đi cái nhân duyên thù thắng tu tập của mình, thưa quý vị. Trong khi quá khứ ba đời Đức Phật dạy chúng ta tu tập đơn giản chỉ có bốn câu sau thôi: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, trì thanh tịnh thân tâm. Tức là suốt cả cuộc đời này mình phải giữ cái tôn chỉ tu tập của mình, đó là làm sao dứt trừ tất cả những điều xấu. Điều xấu này bao gồm ba vấn đề, đó là lời nói, việc làm và những suy nghĩ. Tức là mình phải nguyện dứt trừ hết tất cả những điều xấu này. Nhưng mà dứt trừ điều xấu không chưa đủ, chỉ đó là cái công việc của cái người đi dọn đất hoang thôi, không bao giờ có mùa gặt. Muốn có mùa thu hoạch chúng ta phải gieo trồng bằng cách nguyện làm tất cả những điều thiện, tức là những điều tốt chúng ta phải làm. Trước đây mình nói có thể khiến cho người khác đau lòng, bây giờ mình thay đổi, mình nói làm sao để cho họ hạnh phúc nhưng mà không có kèm với lại ngã chấp của mình. Họ hạnh phúc bằng cách họ nhận ra được sự thật của cuộc đời, cho dù đó là sự thật phũ phàng. Nói bằng cái lời yêu thương, nói bằng tấm lòng thông cảm, nói bằng cả sự chia sẻ của một con người với một con người giữa cuộc đời đau khổ này. Thay đổi cách nói đó, tức là mình làm, được gọi là làm pháp thiện hay gọi là tu thiện. Và hành động cũng thế, suy nghĩ cũng thế, chúng ta nguyện làm sao làm được những điều đó. Và quan trọng là phải giữ tâm ý của mình trong sạch. Giữ tâm ý trong sạch là cốt lõi để đưa tới những hành động thiện, những lời nói thiện và những suy nghĩ thiện. Và nó cũng là nền tảng để chúng ta mạnh dạn dứt trừ tất cả những điều ác. Để làm gì? Tất cả những điều đó làm lợi ích cho chúng sanh. Cho nên quý vị vào trong chùa thấy thường là chùa ghi bốn câu này: thường dứt các điều ác, thường làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời của Phật dạy. Thường chỉ bốn câu này thôi, sự tu tập của mình là như thế. Thì thưa với lại quý vị, giáo pháp của Đức Phật dạy cho chúng ta nó nhiều, mà trong kinh chúng ta thường hay đọc thấy rằng ghi là 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn. Còn chúng ta nói nhiều hơn nữa là vô lượng pháp môn. Tức là nhiều tới mức chúng ta không thể tính được. Vì sao? Vì nỗi đau khổ của con người nó cũng trùng trùng điệp điệp, không ai giống ai. Có người khổ vì bệnh tật, có người khổ vì chồng phụ bạc, có người khổ vì con không nghe lời, có người khổ vì của cải tiêu tan, sự nghiệp sụp đổ, có người khổ vì tại sao thấy mình tốt với người khác mà người khác lại sống vô nghĩa bạc tình với mình. Có người nó có nhiều nỗi khổ lắm. Thí dụ như từ xa xôi đi tới chùa Yên Phú này, mong được gặp thầy Thiện Thuận ở miền Nam ra, nhưng vì trời mưa đến trễ, ngồi ở ngoài hè không gặp cũng khổ. Khổ không? Khổ chứ.
đau lưng gần chết, đi tới đây tìm cái vách tường ngồi để dựa lưng, thế mà cũng bị người khác nói, khổ không? Khổ hết. Tất cả những gì không theo ý muốn của mình, lòng chúng ta sẽ phiền não, cái đó gọi là khổ. Cái chữ khổ nó rộng lắm. Chúng ta đừng có bao giờ nghĩ là mình thiếu tiền, thiếu tình thì mới khổ. Mong muốn mà không thành tựu, cái khổ đó nó nhiều, nó căn bản lắm. Ví dụ như bây giờ mình muốn có một chung trà nóng chúng ta uống, mà không có trà nóng, có trà nguội, chúng ta lại tỏ vẻ hài lòng, không hài lòng với lại người thân của mình, cái đó cũng là cái khổ. Như lúc nãy thầy ngồi xuống cái ghế, thầy thấy ngồi thấp quá, có một số Phật tử phía sau phải nhón nhón lên ngồi mới nhìn thấy rõ thầy đó. Thầy thấy quý vị, thầy biết quý vị cũng hơi khổ một chút, cho nên thầy mới đôn hai cái gối thầy ngồi đây. Nỗi khổ của con người nó bàn bạc trong cuộc sống. Quý vị thấy mưa xuân đẹp không? Thời tiết đặc thù của miền Bắc, nhưng mà đi đâu nó cũng ẩm ướt hết. Mình để đôi dép đó bước ra cái nó ướt, mình mang vào thì nó lại ướt cái chân mình, nó lạnh cái chân mình, có khi mình bị nhiễm bệnh. Cái đó cũng là cái khổ, mình khó chịu. Rồi bây giờ đôi dép của mình mới mua, mình để đó không biết ai lại mang nhầm, không biết vô tình hay cố ý nó mang nhầm đôi dép của mình. Phiền não không? Bữa hôm ở chùa thầy có một vị Phật tử đi vào, thì thầy thấy đi lễ Phật xong xuôi cái đi vòng 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 chùa thầy. Thầy hỏi đi đâu về cô? Nó không tìm đôi dép. Thầy hỏi đôi dép gì? Nó đôi dép con mới mua 1,2 triệu thì đi vô bỏ ra mất tiêu. Trời, mà nói ngay mặt thầy thì quê gần chết. Chẳng lẽ chùa mình gì đi mất đôi dép? Thầy nói chắc ai mang đó. Đi vòng vòng coi, đi tìm, té ra là cổ đi lên thì cổ đi cái cửa bên hông, khi đi ra thì cổ đi ra cái cửa phía trước, cổ đi vòng. Tại vì bốn mặt chùa thầy đều có đường đi lên hết, vì chùa thầy không có vách, không có cửa, cho nên cả bốn phía đều đi lên. Tìm không ra rồi cằn nhằn còn nói nữa, chùa gì kỳ kỳ cục quá, mới bỏ ra cái mất đôi dép. Rồi thầy nghe thì nhột làm sao đâu á. Thầy nó mai mốt đi chùa đó, con mang đôi dép 12,000 thôi, để lỡ nó có lạc mình không tiếc. Phải không quý vị? Nào. Nhưng mà chắc gì nó bị mất, người ta mang thì mình khỏi mang. Mà quan trọng là mình khởi cái tâm là nguyện cho ai mang dép này để nó mau thành Phật. Đó, mình khởi tâm như thế mình mới tu. Nó thành Phật để cho mình đỡ khổ, để nó khỏi chơm nữa, phải không? Thú vị dễ sợ. Vừa nghe thuyết pháp vừa nghe tiếng còi tàu, phải không quý vị? Đời mình cũng giống như những con tàu vậy đó, xuôi ngược giữa các sân ga, đến rồi lại đi. Quý vị có thấy khi nào chúng ta là những con tàu không có điểm dừng không? Cho nên nhìn con tàu đi, chúng ta sẽ thấy được loáng thoáng đời mình như thế. Vất vả từ nhỏ, rồi lớn lên có chồng, có vợ, rồi lo cho người bạn đời mình, thế mà có khi họ lại làm cho mình đau lòng tổn thương. Rồi lo cho con, lo cho cháu, bây giờ mình vẫn là một con tàu lẻ loi giữa các sân ga. Buồn quá, chỉ có đi tu là hết buồn. Không tin quý vị cứ cạo đầu vào chùa đi. Tất cả các pháp môn của Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập, nó nhiều vô cùng, nhưng tụ trung chỉ có một nội dung chính. Đó là Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta nhận ra được một điểm, đó là nghiệp báo đang chi phối con người của chúng ta. Mà hễ muốn biết nghiệp báo thì bắt buộc chúng ta phải thông hiểu được luật nhân quả. Có hiểu được nhân quả, chúng ta mới lý giải được vì sao mình tốt với người đó mà người đó lại giẫm nát trái tim của mình. Không hiểu nhân quả, quý vị sẽ ấm ức mãi, có khi mang cả mối tình đó xuống chốn suối vàng còn chưa yên nữa.
còn khổ sở nữa. Vì mình cứ thắc mắc vì sao họ lại đối xử với mình tệ như thế, vì sao họ lại không tốt với mình, vì sao họ lại làm cho mình phải đau khổ cả cuộc đời. Nhưng mà nó khổ một nỗi họ làm mình khổ mà mình không hề quên họ được, đó mới chết chứ. Phải không bác? Bác gật đầu phải. Chắc chắn là bác phải nhớ những người từng làm đau khổ bác, phải không? Bác nhớ để làm gì? Để một ngày kia gặp lại cho mày biết thế nào là lễ độ. Không có vỗ tay. Trời ơi, hận thù chất ngất kiểu đó là không có bình yên rồi. Quý vị thấy đó, thực tế cuộc sống của mình nó bị chi phối bởi nghiệp chướng mình đã tự tạo ra từ trong vô lượng kiếp. Cho nên hôm nay chúng ta muốn điều gì thì nó lại không thành tựu, chúng ta mong điều gì nó cũng không thuận theo ý của mình hết. Và cứ thế đời sống của chúng ta đắp đổi là những chuỗi ngày của buồn khổ, của đau thương, của khóc hận. Mà ai là người làm đau khổ chúng ta? Xin thưa với lại quý vị, người mình thương yêu nhất, người đó mới làm đau khổ mình. Thưa tất cả các vị, khi chúng ta nhận thức đúng đắn được tất cả mọi hiện tượng, sự việc diễn ra bên ngoài cuộc sống chúng ta và trong thâm tâm của mình, nó đều không thoát khỏi nhân quả. Khi chúng ta hiểu được như thế, chúng ta sẽ thấy được rằng chẳng có một số phận nào đeo bám mình và chẳng có một ngôi sao nào gọi là định mệnh chiếu vào cuộc đời của mình cả. Và chính chúng ta là con người đi trên con đường do chính mình gây tạo, đường mòn do người tạo. Khi tạo thành đường mòn rồi, chúng ta lại không tách ra khỏi đường mòn đó. Cho nên chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta sẽ thoát ra khỏi quan điểm về định mệnh dẫn dắt chúng ta đi trên một lối mòn khổ đau. Và chúng ta sẽ thoát ra khỏi cái xu hướng rằng có một ai đó đang điều phối hạnh phúc của con người, và người đó có thể tạo dựng hạnh phúc cho mình, ban cho mình những cái điều phúc lành, phước báo. Chúng ta hoàn toàn không có một cái nhìn sai lầm như thế. Khi mình nhận thức được nhân quả, chúng ta sẽ có chiều hướng thay đổi cuộc đời của mình, vươn lên từ số phận do quan điểm sai lầm của con người. Và đạo Phật dạy chúng ta phải có ý thức trách nhiệm với bản thân của mình, với những nỗi niềm đau khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu. Và chúng ta hoàn toàn không ỷ lại với một đấng thần linh nào đó sẵn sàng chìa tay ra để cứu vớt được đời mình. Hoàn toàn không có điều đó. Mà chúng ta phải mạnh dạn đương đầu để chuyển hóa nó, không yếu đuối chạy trốn tất cả những khổ đau, và không đổ lỗi cho bất kỳ ai, cũng không cần phải van xin ai hết. Hôm nay để xác quyết niềm tin của tất cả các vị và để trao đổi thêm một vài kiến thức nhỏ về đời sống, hạnh phúc và khổ đau của con người, hôm nay Thầy xin phép trình bày với lại quý Phật tử Chùa Yên Phú tại thủ đô Hà Nội qua chủ đề Phi Nhân Quả. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, phi nhân quả có nghĩa rằng không đúng với nhân quả, không hợp với nhân quả. Nhân là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Phàm việc gì hiện tại chúng ta đón nhận đều bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa của nó ở trong quá khứ. Và quá khứ theo nhân sinh quan của Phật giáo, nó không chỉ hạn cuộc từ khi chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này, cất tiếng khóc chào đời, mà nó được tiếp nối từ những quá khứ sâu xa của những kiếp trước, của những quá khứ rất là lâu,
mà trong kinh nói là vô lượng kiếp, chúng ta không thể tính được, cho nên có khi gọi là vô thỉ, tức là không xác định được cái điểm bắt đầu của nó thì gọi là vô thỉ. Nghiệp chướng này, nghiệp báo này chúng ta đã tạo ra từ lúc đó cho đến bây giờ, và nó dẫn tới những nguyên nhân. Cho nên quý vị thấy tại sao có hai anh em song sinh được cha mẹ chăm sóc như nhau và được giáo dục như nhau, thế mà một người thành đạt và một người không thành đạt. Dù hai người thông minh như nhau, học giỏi như nhau, vì sao? Không giải thích được. Nói theo cái kiểu mà những người mà đi cúng sao đó, đi dâng sao, đi giải hạn rồi đó, thì hai người này nó có cùng một ngày sinh ra, cùng một năm, cùng một giờ, thì cùng một ngôi sao chiếu vào. Tại sao có một ngôi sao lại phân biệt cái người kia, một ngôi sao lại ưu đãi người này, và hai ngôi sao đó là một hay là hai? Rồi cúng sao nào, dâng sao nào, quý vị? Hả bác? Bác lý giải được không? Nếu bác dâng sao để cầu bình yên, để giải nạn cho một người, nhưng mà hai anh em song sinh, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ, tức là có một ngôi sao chiếu thôi, tại sao một người thành đạt và một người thất bại? Như vậy mình dâng sao cho ai? Chẳng lẽ một ngôi sao đó có cái sự phân biệt, thương người này ghét người kia hay sao? Chúng ta hiểu đơn giản thôi. Hai anh em có hai nghiệp báo khác nhau, chỉ có một cái cộng nghiệp là sanh trong một gia đình song sinh thôi, nhưng mà hai nghiệp báo hoàn toàn khác nhau, cho nên có người thành đạt và có người không thành đạt. Điều đó chúng ta rất là dễ hiểu, thưa quý vị. Không có sự cầu sinh nào có thể phá vỡ được tính nhân quả, thay đổi được nghiệp báo mà chính chúng ta đã tạo ra. Nếu cầu sinh được thì luật nhân quả đã không tồn tại, thưa quý vị. Cho nên mọi hiện tượng mà trốn tránh sự thật đau khổ, hay là cầu xin một đấng thần linh nào đó để ban phước cho mình, hiện tượng đó hoàn toàn không đem tới điều tốt đẹp, và nó không có hiệu quả để cải thiện cuộc sống của chúng ta. Không phải là con đường đi của người đệ tử Phật, chắc chắn là như thế. Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta nhân quả. Thưa quý vị, nhân quả là một định luật chi phối đời sống của con người và vạn vật. Trước khi Đức Phật ra đời đã có rồi. Từ loài vật cho tới thực vật, cho tới sự việc và con người chúng ta đều không thoát ra khỏi luật nhân quả này. Chắc chắn là như thế. Cho nên hôm nay Thầy xin thưa với lại quý vị rằng Đức Phật của chúng ta, Ngài chỉ thống kê lại và xác lập lại tri kiến của mình, tức là sự nhận thức về các biến chuyển trong cuộc sống xã hội và chính bản thân mình qua luật nhân quả đã có từ ngàn xưa. Chứ không phải Đức Phật là người chế ra luật nhân quả, mà nhân quả nó chi phối. Dù Đức Phật không ra đời thì luật nhân quả vẫn tồn tại. Thí dụ như chúng ta đầu tư cho con em mình đi học, đó là nhân. Con em mình nó thành đạt, đó là kết quả. Mình uống nước là nhân, mình hết khát, đó là quả. Mình mắng người khác là nhân, bị người khác mắng lại là quả. Đó, mình giận hờn người khác là nhân, mà bị người khác giận hờn lại là quả. Vậy thôi, đâu có chuyện gì đâu. Ở trong miền Nam, thưa quý vị, là các bác Phật tử lớn tuổi là hay ăn trầu. Nhưng mà ở ngoài Bắc với ngoài miền Trung đó, thì nhiều khi không đợi đến già, trẻ vẫn ăn trầu. Phải không? Phải không các vị? Miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Ăn trầu cho nó ấm, mùa lạnh nè, ăn vào nó ấm, rồi mặt nó hồng hồng, rồi môi nó đỏ đỏ cho nó đẹp. Nhưng mà thưa thiệt với lại các vị là thầy gớm mấy vị ăn trầu lắm.
cứ đụng đâu nhổ đấy thì ghê quá. Thầy mà gặp các Phật tử mà ăn trầu đó là thầy hay né, ngồi nói chuyện thầy phải né né qua một bên, hoặc là thầy phải nhắc các vị Phật tử ra kiếm cái ống nhổ nhổ, chứ tự nhiên đang nói chuyện cái quay qua phun cái phẹt. Trời, thì gớm gì đâu là gớm. Thì bữa đó có một bác Phật tử ăn trầu, bà tới bà chào thầy, thì thầy đang ngồi trên ghế, bà đứng ngay trước mặt thầy, cách thầy có một mét, bà mới chắp tay bà chào A Di Đà Phật, cái bà á xì, bà nhảy mũi chứ nguyên cái họng trầu nó vô mặt thầy hết. Thầy không né chỗ nào được hết, nó ngay vô cái mặt thầy luôn, né không kịp, nó nhanh quá. Trời, thầy gớm gì đâu là gớm, thầy không dám lấy tay thầy vuốt nữa, mà quý vị biết nó nóng nóng mà nó nhớt nhớt mà nó hôi hôi. Trời, cái cảm giác đó thầy không có tưởng tượng được, nhưng mà thầy hiểu ngay nhân quả. Thầy hay chỉ trích các bà ăn trầu. Bây giờ thầy bị cái bà này, bà phun nguyên cái họng trầu vô mặt thầy, thầy đâu có nói được tiếng nào đâu à. Thầy phải đi ra thầy rửa mặt, mà thầy phải dội mấy ca nước vô trong cái mặt của thầy, coi như thầy bận luôn đồ cho nó ướt luôn. Ghê quá, thầy gớm quá, thầy không dám đưa cái tay vô thầy chà nữa. Ghê thiệt là ghê vậy đó. Khi thầy đi qua Myanmar thì đặc biệt là dân Myanmar ít hút thuốc lắm, ta ăn trầu, đàn ông đàn bà, con nít 3-4 tuổi nó cũng ăn trầu. Cái ông đó ăn trầu cũng phun cái bẹt vô ngay cái chân thầy. Thầy gớm gì đâu là gớm, mà quý vị biết nó nóng 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 cái cảm giác đó, nó ghê quá. Nhân quả thôi, không có đi đâu cho sót hết, chẳng có thể chỗ nào mà nó lọt khỏi nhân quả. Khi mình hiểu được nhân quả, lòng mình sẽ bình yên hơn trước những đổi thay của cuộc đời, phải không các vị? Khi cái bác đó mà phun trầu vào mặt thầy đó, thì có nhiều người xung quanh nói bà này không có ý tứ gì hết, bà vô ý thế. Thầy nói không có sao, bình thường, bà phun trầu còn đỡ, chứ bà phun cái khác còn gớm hơn nữa. Thôi thà là chấp nhận cái trầu đi, chứ bà phun cái khác thì có nước thầy cắn lưỡi thì chết. Mình hiểu được nhân quả là tự nhiên lòng mình chấp nhận được hoàn cảnh sống của mình hiện tại, cho dù có những hoàn cảnh thực tế rất phũ phàng và có những sự thật rất đau lòng. Khi chúng ta hiểu nhân quả thì chúng ta vui vẻ, chúng ta đón nhận nó, thì chúng ta bớt khổ sở. Biết được cuộc đời này không có gì vô duyên vô cớ hết. Cho nên quý vị thấy, mình đâu có thể cầu xin được. Chẳng lẽ mình cầu xin cái bà đó đừng có phun trầu vô mặt mình? Bà đâu có muốn phun, bà đâu có bao giờ bà muốn phun trầu. Nhưng mà sớm không, bà không phun, muộn bà không phun, tức là bà không nhảy mũi sớm hay muộn, mà ngay lúc bà chào thầy, thì quý vị nghĩ như sao? Cái này do nhân quả chứ đâu. Đó. Giống như ở Sài Gòn có một cái vụ án xảy ra, có cái cô đó nhảy lầu tự tử đó, nhảy từ ở trên lầu 5 nhảy xuống cái con sông, con kinh Nhiêu Lộc đó, thì có một cái bác đó đang chèo ghe bán dừa đi qua, nhảy xuống đè ông đó gãy cổ chết, còn bà gãy chân ba ông chết. Bà muốn chết thì bà lại không chết. Còn cái ông kia vô tội, ổng chèo thuyền, quý vị nghĩ xem đi nước thì cái vận tốc đi nó như thế nào. Sớm bà này không nhảy, muộn không nhảy, nhảy ngay lúc ông này chèo, mà từ lầu 5 nhảy xuống đè ông gãy cổ chết. Khi chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta biết được rằng đây là nhân vô tình sẽ đưa tới quả vô tình. Đời trước ông này, cái ông chèo ghe này, ông làm cái gì đó vô tình chết cho bà đó, cho nên bây giờ mắc quả báo. Bà này, bà cũng vô tình, bà đội chết, mà bà không chết, bà đè ông gãy cổ chết. Cho nên nhân quả rất là sòng phẳng quý vị. Chúng ta không có phải thắc mắc một vấn đề gì hết khi chúng ta hiểu được nhân quả. Đó. Bây giờ nè, thầy xin phép được hỏi quý vị đang ngồi nghe ở đây là các Phật tử đã quy y rồi, phải không? Đa phần các vị đã quy y Tam Bảo hết rồi, phải không? Có pháp danh hết rồi. Tức là mình là đệ tử Phật, mình có tu tập đó nha. Mình mới được gọi là cái người Phật tử, tức là có quy y. Còn chưa có quy y mà đi chùa đó là Phật tử lụi, Phật tử chui, Phật tử chưa có chính hiệu. Mình có quy y Tam Bảo rồi, mình đã hiểu được Phật pháp rồi, có pháp danh rồi. Đó. Bây giờ thầy xin phép hỏi coi ai là người chính thức đã quy y rồi, giơ tay lên thầy xem. Nhiều thế à. Bây giờ thầy mời
mời bà, mời bà lên đây. Nó để thầy phỏng vấn bà một câu xem. Bác giới thiệu cho thầy với là mọi người biết coi bác cao quy y từ năm nào, ở chùa nào và pháp danh gì. A Di Đà Phật, con bạch thầy, kính thưa đại chúng ạ. Con tên là Nguyễn Thị Hằng. Con là hiệu Diệu Nga chứ không có pháp danh. Con ở chùa Hộ Quốc ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng ạ. Ôi dồi ôi, tên thì Nguyễn Thị Hằng, pháp danh là Diệu Nga, ghép lại là Hằng Nga đấy à. Nhưng mà Hằng Nga người ta đâu có tóc bạc. Bây giờ bác có tin là một đấng thần linh nào đó có thể ban phước cho bác khi bác gặp khổ đau, bác tới bác cầu xin vị thần linh, bác có tin điều này không? A Di Đà Phật, con không tin ạ. Vì sao bác không tin? A Di Đà Phật, con tin về luật nhân quả ạ. Khoan, khoan đã vỗ tay. Thế thì từ xưa đến bây giờ bác đã từng nhét tiền vào tay của Phật chưa? A Di Đà Phật, con không nhét tay vào tiền vào tay của Phật, mà con có đi chùa thì con chỉ cho vào hòm công đức thôi ạ. Cho vào hòm công đức thôi à? Rồi, đứng đó chờ hỏi tiếp một câu nữa. Bác có đi vào chùa mà tham dự vào các lễ hội dân sao dân sớ chưa? A Di Đà Phật, con chỉ theo các thầy đi làm lễ cầu an thôi ạ. Cầu an ở các chùa, thì chùa nhà con thì thầy con cũng làm lễ cầu an đầu năm, con có tham gia. Khai thật nha. Rồi bác có tin là thần linh hay làm cái vị nào đó sẽ đáp lại cái tấm lòng của bác khi bác tham gia cái dân sao dân sớ đó không? A Di Đà Phật, con cũng không tin là một vị thần linh nào đó ban cho con, nhưng mà từ xưa đến giờ thì ở chùa con cứ làm như thế thì con cũng theo con làm như thế. Còn nếu mà an hay không là do tâm mình tu tập được thì nó sẽ an, hiểu được luật nhân quả thì sẽ an, mà nếu không là không hiểu được thì cũng không an được ạ. Cảm ơn bác. Bác rất là dễ thương mà cũng khéo léo nữa. Nó tham gia nhưng mà tham gia lễ cầu an, khôn khéo thế chứ. Chứng tỏ là có bất an mới đi cầu an, đúng không? Nhưng mà điều bất an này do ai gây ra? Do ai gây ra? Đâu có ai đem tới cho mình đâu. Mình phải tự nhận định được mình khổ bởi cái gì và nguyên nhân nào đem tới những sự bất an cho mình. Thưa quý vị, chúng ta phải hiểu được vấn đề đó. Cho nên chúng ta hoàn toàn không có tin thần linh ban phước giáng họa. Vô tình mình biến Đức Phật mình thành thần linh mất rồi. Phật của mình đâu có rảnh đâu mà ngồi đó mà nghe mình dâng sớ lên để mình than vãn, mình kêu. Quý vị biết đó, thực sự Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát lắng nghe, lắng nghe tiếng đau khổ của chúng sanh khi kêu gọi danh hiệu Ngài. Nhưng đây là tiếng huyền diệu của chân tâm. Khi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nơi đó không phải là chúng ta van xin nữa, mà nơi đó chúng ta lắng lòng để nhìn lại những nỗi khổ đau của mình. Và ai cũng có những tiếng gọi từ chân tâm huyền diệu đó hết. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm mới nghe được tất cả âm thanh của chúng sanh gọi. Vì sao? Phản văn văn tự tánh, tức là nghe trở ngược lại tiếng lòng của mình. Ai mà không tham, ai mà không sân, ai không giận, ai không ghen tị, ai không buồn phiền khi những chuyện không hài lòng, thì mình biết mình hơn ai hết. Mình nghe những tiếng nói tham lam, tiếng nói ích kỷ, tiếng nói tật đố tận đáy lòng mình phát ra, thì như thế chúng ta đã chạm được bàn chân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và tim của mình đang hòa cùng nhịp đập của Bồ Tát Quán Thế Âm. Sự cảm ứng ở chỗ đó rất là quan trọng.
chính ở chỗ tĩnh tâm, chứ không phải chúng ta gào lên, chúng ta kêu khóc và chúng ta than van khổ sở. Xin lỗi thầy nghe không, thầy cũng muốn chết, đừng nói chi Bồ Tát mà nghe cả thế gian. Nghe như thế làm sao chịu nổi? Đó, quý vị thử nghĩ xem một vấn đề. Nếu như chúng ta hiểu được nhân quả rồi, thì chúng ta thấy cái hiện tượng mà nhét tiền lẻ vào trong tay của Phật đó, quý vị thấy như thế nào? Hôm qua thầy tới chùa Tây Phương, thầy thấy các tượng Bồ, các tượng La Hán ở chùa Tây Phương, phải nó điêu khắc rất là nghệ thuật. Mỗi một tượng là một cái vẻ, nhưng cái vẻ nhăn nhó đau khổ nhìn cuộc đời như thế. Khi thầy nhìn lại tiền bị nhét vào tay, thầy thấy tội quá, tu cả đời mà chỉ nhặt tiền lẻ thôi. Thầy tội cho các vị La Hán quá. Các vị vung vãi tiền đầy trong đấy, chưa kể tới các sư ở chùa đấy sau này sẽ bị ung thư móng tay hết vì đếm tiền lẻ. Cho nên không cần phải nhét tiền lẻ, mà cứ chuyển khoản thẳng vào tài khoản các thầy, cứ chuyển khá khá đó. Trời ơi thầy, bây giờ thầy xin hỏi quý vị một người nè, có ý kiến cho thầy biết coi như thế nào về vấn đề mà nhét tiền lẻ vào trong tay Phật, nó là thả tiền vào trong chuông, rồi lấy tiền chà chà vào trong cái chuông đó. Thầy thấy mà, quý vị lấy tiền đó, quý vị xin lộc đầu năm đó là bỏ vào trong chuông, rồi xin Phật chà chà tiền vào trong chuông đó. Bây giờ quý vị có cái ý kiến như thế nào thầy xin hỏi quý vị. Bây giờ mời bác đi, bác mặc áo tràng đây, mà bác lên đây. Thầy xin hỏi ý kiến bác về vấn đề này. Bác pháp danh gì, bác quy y ở chùa nào? Bạch mi thầy, con pháp danh là Tâm Đạo, ở chùa Phúc Âm, chùa Yên Phú đây. Chùa Yên Phú, bác quy y tại chùa Yên Phú đây, pháp danh là Tâm Đạo, chắc chắn là bác phải có đạo tâm rất là tốt. Vâng, xin quý vị cho một tràng vỗ tay về tâm đạo của bác, đạo tâm của bác Tâm Đạo. Bây giờ thầy xin lặp lại câu hỏi là trước cái hiện tượng mà nhét tiền lẻ vào trong tay Phật, rồi khấn vái van xin, rồi trà tiền, thì bác nghĩ những cái cách làm đó nó có phù hợp với lại giáo lý của đạo Phật không, và nó có được cái hiệu quả là giải trừ những nỗi khổ niềm đau của con người không? Còn bạch với thầy, thưa với đại chúng, cái công việc như thầy đã nói thì con thấy rằng là nó trái với đạo lý của Phật. Phật thì không bao giờ là gọi là xin, gọi là nhận những cái tiền như kiểu gọi là đem tiền để nhét vào tay của Phật. Đấy thực chất là một hành động khinh Phật, không kính Phật. Đây là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là không thể van xin, vì Phật bảo là không cho ai cái gì hết, chỉ cho một cái con đường để tự đi đến. Tức là Phật đề ra những cái giáo lý để tất cả chúng sinh tự tu tập, tự để rồi giác ngộ và giải thoát đến mình. Và tất cả những cái trái ý của mình là do nghiệp báo của bản thân mình trong quá khứ hoặc là hiện tại mình tạo lên. Do đó mà bây giờ mình cứ xin thì thấy là không, nó không đúng với đạo lý. Con xin phép. Vâng, xin cảm ơn bác đã chia sẻ rất là chân thật về cái hiện tượng mà rất là diễn ra thường. Thưa quý vị, trước một cái nhìn bình thường thôi, chúng ta sẽ thấy nó phản cảm trong cái vấn đề mà nhét tiền lẻ vào tay Phật. Thầy tu thầy cũng sẽ không ham thành Phật, tại vì thầy nghĩ tu cực khổ để thành Phật cũng chỉ để nhặt tiền lẻ thôi. Tại vì cúng dường nó khác, dù chúng ta chỉ cúng dường một hạt thóc, một hạt mè, nhưng với lòng thành kính dâng lên cúng dường Tam Bảo, phước báo đó nó vô lượng. Chứ không có phải là chúng ta
nhét vào đó, vứt vào đó giống như bố thí cho ăn mày là không chấp nhận được, thưa quý vị. Cho nên thầy thì không dám bàn, không dám nói nhiều vì nó thuộc về tín ngưỡng dân gian. Nhưng ở đây các vị Phật tử đã trao đổi, đã nói thì thầy tin chắc rằng sự hiểu biết của mình về nghiệp báo, về những cái nhân duyên trong cuộc đời của mình do chính mình tạo ra và chính mình cải thiện, thì chúng ta sẽ bước qua được những cái hủ tục đó, tức là những cái tập tục mà nó không có đúng như thế, nó rất là lạ. Đặc biệt do mình tạo ra cái chuyện khổ hay chuyện vui mà mình không cảm nhận được, mình không hiểu được điều đó, rồi mình làm như thế thì vô tình nó sẽ đi thành một cái lối mòn mới. Và người trước bài người sau làm, cứ làm theo như thế, mình không biết mình là ai và mình làm sai, không bao giờ mình hiểu ra được. Bây giờ thầy xin mời một em Phật tử nào trẻ trẻ, thầy mời con đó, mặc chiếc áo khoác màu đỏ đây. Thầy hỏi con một câu nhé, con đã từng tới Văn Miếu, đã tới đấy chưa? Rồi con có từng làm những việc giống như các sĩ tử đi tới các cái bia đá tiến sĩ mà vân vân sờ đầu rùa ấy. Bây giờ con có suy nghĩ gì về hiện tượng là các sĩ tử, tức là các em học sinh không chăm chỉ học hành và tới kỳ thi thì cứ tới Văn Miếu sờ đầu rùa, theo con cái hiện tượng này là như thế nào và có cần phải con có cái tiếng nói như thế nào về cái hiện tượng này? Dạ, A Di Đà Phật, thì theo con thì để khi mà mình đi thi đại học ấy, thì hoàn toàn là dựa theo sức lực của mình. Nếu mà mình có kiến thức thì mình sẽ đỗ thôi ạ. Chứ còn thì như thế là sờ đầu rùa thì cũng không giải quyết được cái gì cả. Thì như thế là con nghĩ là mê tín. Rồi con hiểu được cái vấn đề đó, tức là nó thuộc về mê tín, không có cần thiết. Các vị có đồng quan điểm với lại em này không? Nhưng bây giờ người ta không đi tới đó, người ta đi tới những cái chỗ khác nữa, rồi người ta cầu xin cho thi đỗ đạt, rồi bố mẹ đi tới chùa, tới đền, tới phủ đi cầu xin cho con mình thi đỗ đạt. Theo con nghĩ việc làm đó nó có hợp lý không? Dạ, Di Đà Phật, thì theo con thì đi đến như thế thì để giải quyết cái mặt tâm lý của mình, để cho phần cũng để thoải mái hơn, giảm cái bớt cái áp lực, thì theo con thì như thế thôi ạ. Một câu trả lời khôn khéo. Được rồi, cảm ơn con, mời con về chỗ. Quý vị biết á, Tết này có mấy gia đình Phật tử đi tới cảm ơn thầy. Thầy không biết thầy đã làm gì nữa, thầy mới hỏi đi, cảm ơn thầy với lý do gì. Mới nói là bữa hôm con dẫn hai đứa nhỏ tới, đa phần những người đó là dẫn con cái tới, rồi nhờ thầy đó chú nguyện cho, rồi sờ đầu nó, cho nên bây giờ nó thi đỗ đạt và nó đi du học được, cho nên con cảm ơn thầy. Thầy là đại kỵ cái vấn đề mà sờ, tại vì thầy tu đạo Phật chứ đâu có tu đạo sờ, mà bắt thầy đi sờ đâu. Có nhiều bà già như thế quỳ xuống thầy sờ đầu cho con hết bệnh. Thầy nói nếu thầy có năng lực đó, thầy vào bệnh viện thầy sờ cho bệnh nhân ta xuất viện hết, phải không? Làm gì có cái vấn đề đó bắt thầy sờ. Thầy không sờ mà một hai, thầy cứ sờ đi thầy, thầy cứ sờ đầu con cái cho con được yên tâm. Thầy nói thầy sờ mà lỡ bà đi cấp cứu là bà không có đổ thừa tôi đấy nha. Bà nói dạ không, con không dám nghĩ đến thế. Khổ. Hoàn toàn đây là những quan điểm không mang tính nhân quả và không hiểu được nhân quả. Cho nên chúng ta cứ mãi dựa dẫm vào một năng lực siêu hình nào đó, và chúng ta đặc biệt là có niềm tin vào những cái năng lực này có thể giúp chúng ta vượt qua được những khó khăn, những gian khổ của cuộc đời. Quý vị thử nghĩ xem, nếu như có một đấng thần linh hay một năng lực nào chi phối như thế thì tại làm sao cuộc đời này lại có một châu Phi đói nghèo, một Trung Đông gào thét tiếng bom đạn? Thần linh nào ở đâu mà ác độc thế? Đó.
Cuộc sống này vẫn còn đầy dẫy bất công và tội ác, đầy dẫy những tiếng khóc và nước mắt. Quý vị thấy những cái phóng sự về châu Phi thấy tội không? Có những em bé mà nó nằm ngủ mà tưởng là một bộ xương đã chết, tức là chỉ còn da với xương thôi. Rồi có những cái cảnh nó không có nước uống, nó phải hứng cái, xin lỗi là nước tiểu của con bò để nó uống. Rồi nó không có phấn để viết, nó phải viết ở dưới đất cát. Không có phấn, không có viết. Những em đó nó phải tập viết ở dưới đó. Thượng Đế ở đâu không giải quyết vấn đề này? Một trung đông khói lửa, máu và sinh mạng con người đổ ra hàng ngày bởi khủng bố. Thượng Đế ở đâu không giải quyết vấn đề này? Đó. Thần linh gì mà ác thế? Nếu thần linh mà vô tâm đến thế thì liệu họ có lắng nghe tiếng cầu khẩn van xin của mình? Mình là một người nhỏ nhoi quá trong cuộc đời này, thần linh có nghe không? Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Cho nên chúng ta phải xác quyết niềm tin. Chúng ta phải hiểu cho được vấn đề. Xin đọc lại cho quý vị nghe một câu của Đức Phật chất vấn Phạm Thiên ở trong Túc Sanh Truyện như sau. Tức là thời Đức Phật người ta quan niệm là Phạm Thiên, tức là Thượng Đế đó, là đấng tạo hóa. Ngay từ trước khi Đức Phật ra đời đã có cái quan điểm này, và đạo Bà La Môn đã chủ trương, tức là Phạm Thiên là đấng tối cao, là đấng Thượng Đế tạo ra tất cả mọi hiện tượng, cảnh vật, sự việc và con người của chúng ta. Và mỗi một con người có một số phận đó cũng thần linh ban cho mình. Vậy mà người ta tin theo, tính là thần linh ban cả số phận cho mình nữa. Bắt phong trần phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thuyết định mệnh bắt nguồn từ những cái điều này. Đức Phật hỏi như thế này, hỏi về đấng Phạm Thiên đó. Người có mắt ắt người sẽ thấy được cảnh đau thương của cuộc đời. Nếu oai lực của Phạm Thiên là vô hạn, tại sao người không tạo ra một vũ trụ tốt đẹp? Tức là trong Túc Sanh Truyện đó kể lại câu hỏi của Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi Ngài còn tu hạnh Bồ Tát. Ngài đã chất vấn Phạm Thiên: tại sao Ngài không nâng tay lên để ban phước lành? Tại sao muôn loài do chính Ngài tạo ra lại phải bị đọa đày trong cảnh khổ đau? Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? Tại sao đời sống lại đầy dẫy những xấu xa tội ác? Tại sao gian tham, giả dối, lừa đảo lại chiến thắng, còn chân thật và công lý lại thất bại? Ta liệt Phạm Thiên vào hạng bất công đã tạo ra một thế giới hư hỏng. Phải nói lời của tiền thân Đức Phật Thích Ca khi tu hạnh Bồ Tát ở trong Túc Sanh Truyện kể lại, quý vị thấy hay không? Lời này căn cứ vào trong ngôn ngữ của hiện đại và những biến chuyển của cuộc sống hiện đại, chúng ta thấy Đức Phật mình quả là đấng đạo sư có 102 trên thế gian này. Từ vô thủy kiếp về trước, Đức Phật đã nói lên được cái điều này rồi. Quý vị thấy đó, Ngài hỏi một câu: nếu như đấng tạo hóa, tức là Thượng Đế, Ngài có mắt, ắt Ngài phải thấy được cảnh đau thương của cuộc đời. Nếu oai lực của Ngài là vô hạn, tại sao Ngài lại không tạo ra một vũ trụ tốt đẹp? Phạm Thiên làm sao trả lời được? Tại sao? Ngài có quyền năng mà, có quyền năng ban thưởng hay là trừng phạt, rồi xếp đặt cho số phận của mỗi con người. Như thế thì Ngài quá ác, vì Ngài biết con người đó là như thế nào. Trong khi con người ta sanh ra vốn nó vô tội như nhau, nhưng mà nó lại sải sanh nhằm một cái vùng thiên tai, sanh vào một cái gia đình không có đạo đức, sanh vào một cái nơi mà không trẻ, nó sanh ra
lại được pháp luật bảo hộ, được cha mẹ dưỡng nuôi đầy đủ, rồi nó được hưởng một cái chế độ giáo dục và y tế an sinh rất là tốt. Như vậy Thượng Đế xếp đặt à? Chắc chắn phải có một cái gì đó phía sau đó, phía sau số phận này chi phối. Và Đức Phật dạy rằng đó là nhân quả nghiệp báo. Cho nên quý vị thấy Đức Phật hỏi rất là hay: tại sao Ngài không nâng tay lên để ban phước lành? Tại sao muôn loài do chính Ngài tạo ra lại phải chịu đọa đày trong cảnh khổ đau? Nếu là sản phẩm của mình phải nâng niu, phải không quý vị? Như con của mình tạo ra nó, dù mình có giận nó 9 xe 10 vàng gì đi chăng nữa, dù mình có buồn trước sự phũ phàng vong bội của nó, mình vẫn thương. Đó là nấm ruột của mình tạo ra. Ai đã từng có con thì biết rồi đó. Ai đã từng có những cái cảm giác mà vui mừng khi nghe tiếng con khóc chào đời, rồi gắn liền với những nỗi khổ đau, thì chúng ta thương con mình ra làm sao? Quý vị biết, Thầy để ý có nhiều vị Phật tử, phải nói họ hết sức là kiên nhẫn đối với con của họ. Khi đứa con thơ, họ ngày hôm qua Thầy ngồi ở phi trường Tân Sơn Nhất, Thầy để ý có hai vợ chồng trẻ chăm sóc đứa con nhỏ mới biết đi lẩm đẩm. Mà con bé đó nó có cá tính, nó leo lên leo xuống, chạy tới chạy lui. Mà bố mẹ nó rất kiên nhẫn để chăm sóc cho nó, rồi rót nước cho nó uống, rồi lau miệng cho nó, rồi đút sữa cho nó, rồi lấy bánh cho nó ăn, rồi đi chơi với nó, rồi chạy vòng vòng với nó. Nhưng mà khi lớn lên thì nó không kiên nhẫn để nghe mẹ nói một câu, không kiên nhẫn để chờ bố nó uống xong một viên thuốc. Nó quá bận đi, nó bận cho sự nghiệp của riêng nó, bỏ mặc sau lưng những bóng dáng lầm lũi của tuổi già bóng xế. Tự nhiên Thầy ngồi Thầy thấy Thầy buồn sao đâu. Không biết những đứa con nó lớn lên, nó có thấy những hình ảnh đó không? Có những câu hỏi mà mẹ và bố phải trả lời cho con cả 100 lần vẫn đủ kiên nhẫn. Con cứ hỏi hoài, nhưng bây giờ mẹ chỉ hỏi câu thứ 2, thứ 3 thôi. Nó đã nói là con bận quá mẹ hỏi hoài. Nó không đủ kiên nhẫn để nó nghe. Quý vị thấy đó, cuộc đời này tại sao do những người con mình tạo ra mình phải thương? Thì Đức Phật hỏi Đấng Thượng Đế Phạm Thiên đó, tại sao Ngài không nâng tay lên để tạo ra những hạnh phúc? Và nhất là thế giới của Ngài tạo ra, tại sao con người vẫn chìm ở trong đọa đày đau khổ? Ngài làm gì? Ngài làm ngơ à? Phạm Thiên sao trả lời được? Quý vị thấy, Đức Phật chúng ta quả là bậc bi trí song toàn. Ngài hỏi thẳng luôn, tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? Tại sao đời sống của con người vẫn còn đầy dẫy những tội lỗi xấu xa? Ngài có quyền à? Ngài có quyền ban cho ai hạnh phúc là hạnh phúc? Ngài có quyền đẩy ai tới địa ngục khổ đau là người đó phải tuân theo à? Không có một cái năng lực nào, không có một quyền năng nào. Tại sao gian tham, dối trá, lừa đảo lại chiến thắng, mà công lý chân thật thì lại bị thất bại? Ngay từ xa xưa Đức Phật đã đặt ra cái câu hỏi này. Quý vị thấy không? Bất công nó chiếm cuộc sống của mình quá nhiều, và nó đi từ đời này qua đời khác. Đức Phật là người dựng lên lại niềm tin và sự hiểu biết cho con người khi đối diện với lại số phận nghiệt ngã và những phũ phàng của cuộc đời đem đến cho chúng ta. Chỉ có Đức Phật mới làm được điều này cho chúng ta. Đó. Cho nên Đức Phật mới trách: ta liệt Phạm Thiên vào hạng những kẻ bất công đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Cho nên quý vị thấy, chúng ta học Phật có nghĩa rằng chúng ta phải xác quyết được niềm tin của mình vào nhân quả. Hoàn toàn không có tin vào một thần linh nào hết. Và Đức Phật của chúng ta là người thầy dẫn đường. Đức Phật mở ra con đường, và Đức Phật đã đi trên con đường đó. Ngài
bằng thực chứng của đời sống nội tâm có lịch sử ghi rõ ràng. Và hôm nay chúng ta theo Đức Phật đi trên con đường đó thì chúng ta xác định được niềm tin đó, chứ không thể biến Đức Phật thành một kẻ thần linh. Cầu an, đi đến chùa tụng kinh cũng là một cách để chúng ta nén lòng lại trước những đau thương của cuộc đời. Khi các vị tụng kinh niệm Phật, các vị có buồn phiền ai không? Không còn lo lắng, không còn buồn phiền, và cũng không có gây gổ với ai hết. Cho nên ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta tạm thanh tịnh trong lúc tụng kinh. Cho nên quý vị tụng kinh càng nhiều thì quý vị càng bình an, thế thôi. Và chúng ta dâng tấm lòng thành kính hướng về Đức Phật, xin một điều duy nhất là con phát nguyện đi trên con đường của Ngài đã đi, để con thay đổi những thứ đã làm con đau khổ trong cuộc đời này, từ quá khứ đến hôm nay. Chỉ bốn câu thôi. Con xưa đã tạo bao ác nghiệp, đều do vô thỉ tham thân sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Mình khẳng định với Đức Phật rằng con đã tạo bao nhiêu ác nghiệp từ vô thỉ đến nay qua ba phương tiện, đó là thân, miệng và ý. Nay con nhận ra nó sai lầm, con thay đổi nó. Con ăn năn tất cả những sai lầm đó và con phát nguyện không tái phạm trở lại. Thì cuộc đời mình nó mới thay đổi. Mình cứ đẩy hết số phận mình cho Đức Phật nắm, giao hết số phận mình cho Đức Phật. Đó, gửi vào trong bàn tay Phật 1000 đồng, cuộc đời của con đó Phật giải quyết đi, trách nhiệm ông nhận rồi đó, tự lo nha. Quý vị thấy tội nghiệp Đức Phật không? Quá là bất công, phải không? Bà đâu phải một mình đâu, bao nhiêu người yêu cầu Phật như thế thì thương Đức Phật quá đi. Cho nên thầy thấy cảnh đó, thầy cũng không mong thành Phật sớm. Thành Phật sớm sẽ khổ thôi, sẽ bị làm ô xin thôi. Đó. Nhét vô con 1000 đồng bạc, xúi làm đủ thứ chuyện hết, yêu cầu đủ thứ vấn đề hết. Có 1000 đồng thôi, giỏi lắm thêm nải chuối nữa. Đó. Phải được 500 ngàn, đỡ biết mấy. Cho nên chúng ta phải xác quyết được niềm tin của mình vào Đức Phật. Mà tin cái gì? Tin vào tuệ giác của Đức Phật, tức là tin vào giá trị của sự giải thoát qua nhận thức của con người. Chứ không phải chúng ta tin Đức Phật rồi nắm cà sa Đức Phật rồi cứ vuốt tay Phật rồi này kia kia nọ đủ thứ. Thầy thấy ở trong miền Nam, ở trước chánh điện bao giờ cũng thờ tượng của Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc là biểu trưng cho cái hạnh gì? Hỷ xả, đúng rồi. Tức là luôn sống bao dung, cho nên bụng to có thể chứa được những điều khó chứa trong thế gian. Và nụ cười của Ngài để biểu trưng cho sự buông thư, tức là tha thứ và buông ra hết, để chúng ta có thể cười được trước những cảnh đau khổ nhất của cuộc đời. Vậy mà ai vô lại Phật xong vuốt cái bụng Ngài một cái rồi vuốt lên đầu mình, cho nên tượng nào cũng bị tróc xi măng ở chỗ cái bụng hết. Tượng bằng đá thì tượng Phật là không có láng ở đâu, là ngay chăng cái chỗ cái bụng của Phật Di Lặc láng thôi, nó vuốt cái bụng của Ngài. Thầy chỉ mong các Phật tử khi vuốt vào cái bụng của Ngài thì mình phải tập làm sao cái bụng mình phải to. To đây không phải là gan ruột nó lớn ra, mà to đây là bụng của mình phải tập cái hạnh bao dung, chứa những điều khó chứa trong thế gian thì mình mới bình yên, mình mới có thể cười được. 5 đứa trẻ nó móc mắt, móc tai, móc mũi, móc miệng là biểu trưng cho 5 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và đặc biệt còn 1 căn nữa là ý ẩn tàng. Cho nên có tượng thì để 6 đứa trẻ là biểu trưng cho 6 căn, nhưng mà có tượng để 5 đứa trẻ là ẩn đi 1 căn là ý căn. Tức là trước những cái cảnh mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, xúc chạm v.v. mà mình không dao động thì đó mới được bình yên, đó mới là bao dung. Quý vị thử nghĩ xem, người thân mà nói một câu không phải, chúng ta buồn không? Buồn. Nhưng mà buồn mấy ngày? Có người buồn suốt đời, đúng đấy.
Có vị Phật tử quý vị biết á, là vào chùa đó kể cho thầy nghe những chuyện quá khứ của 30-40 năm trước kìa. Đó, kể với tính cách là tố giác. Thầy không biết đâu, ngày xưa con khổ lắm. Ổng đó là đem trầu cao tới dạm hỏi con rồi đó, mà còn mua cái kẹp tặng cho con Phượng. 40 năm còn nhớ cây kẹp với con Phượng. Thầy nói 40 năm niệm Phật thì giải thoát rồi, đằng này toàn là niệm kẹp với niệm Phượng không à, thì đâu có giải thoát được quý vị thấy không. Đó, mà kể cho thầy nghe có nhân chứng, có vật chứng luôn. Khổ chưa? Cho nên chúng ta phải tin tưởng, xác quyết niềm tin vào ở trong tuệ giác của Đức Phật. Có như thế chúng ta mới có thể dấn thân đi trên con đường của Phật đi, và hiểu được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình qua lời của Đức Phật dạy. Chúng ta tin tưởng vào giáo lý của Ngài tuyệt đối. Ví dụ sát sinh sẽ dẫn tới hậu quả đau yếu, bệnh tật và đoạn mạng. Trộm cắp thì phải đối diện với lại pháp luật truy bắt và nghèo khó, vân vân. Đó, không có cách nào mà để chứng minh được hết. Xin phép được đọc cho quý vị nghe lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyên chúng ta nên xác quyết vào niềm tin đối với lại tinh thần giác ngộ của Đức Phật. Muốn sống đúng theo luật nhân quả mà Đức Phật dạy, chúng ta cần tin tưởng vào giáo lý của Ngài. Khi Ngài dạy sát sinh sẽ dẫn đến hậu quả đoạn mệnh, trộm cắp thì phải gặp nghèo túng. Thực sự không có cách nào để chứng minh được những lời của Đức Phật nói là đúng với hiện tại. Tuy nhiên những điều đó chúng ta cũng không nên tin tưởng một cách mù quáng, mà trước tiên chúng ta phải có niềm tin mạnh mẽ nơi Đức Phật và giáo lý của Ngài. Chúng ta nên dùng lý trí của mình tìm hiểu thấu đáo trước khi tin những lời của Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Thì quý vị thấy lời của Đức Đạt Lai Lạt Ma một lần nữa khẳng định cho chúng ta cũng không có tin mù quáng vào lời của Đức Phật, mà phải suy nghĩ những lời của Đức Phật dạy. Và điều này khi Đức Phật còn tại thế đã dạy dỗ cho tôn giả Phú Lâu Na và các vị thánh đệ tử của mình là đừng vội tin vào lời của Như Lai hay bất kỳ một vị giáo chủ nào mà cho nó là chân lý. Các ông hãy suy nghĩ xem những điều đó có hợp với chân lý và xác thực với cuộc đời rằng hóa giải nỗi khổ của con người hay không. Nếu tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên ở đây chúng ta xác quyết niềm tin của mình đối với Đức Phật hoàn toàn khác ngựa, khác với lại tín ngưỡng thần linh. Đức Phật của mình là một vị thầy bằng tuệ giác soi sáng con đường chúng ta đi, chứ không phải chúng ta tin Đức Phật là đấng thần linh rồi mình giao số phận mình cho Đức Phật, rồi mình gửi cúng một nải chuối hay một buồng cao hay một bó bông rồi một ít tịnh tài rồi chúng ta giao hết cho Đức Phật xử lý. Hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra, thưa quý vị. Vì sao? Vì chúng ta có niềm tin mạnh mẽ với giáo lý của Đức Phật dạy. Chúng ta sẽ hiểu được rằng nhân quả không phải là sản phẩm của Đức Phật nói ra, mà nó là một định luật âm thầm chi phối con người. Nếu như chúng ta không bỏ công bỏ sức, không đầu tư vào ở trong một vụ mùa thì chắc chắn chúng ta sẽ không có sự thu hoạch đã được kết quả tốt. Nếu như chúng ta không bỏ nhiều cái thời gian chăm sóc cho cái mảnh đất này, cho ngôi chùa này và gắn liền với sự tu tập, thì làm sao có một ngôi đại tự nguy nga trang nghiêm như thế này cho chúng ta tu tập. Quý vị biết thầy đi tới những cái ngôi chùa cổ đó ở ngoài Bắc, thầy thích lắm vì chỉ đọc qua sách vở và tìm hiểu trên lịch sử, nhưng mà đến nơi thầy thấy buồn quá. Phải thật sự là thầy buồn, vì trước đây nơi đó từng là những phạm vũ, những ngôi đại già lam có đến cả trăm tăng để tu tập. Thế mà bây giờ nó hoang vu hẻo lánh và đầy dẫy mê tín và không cách nào để có thể giải trừ được. Tự nhiên thầy buồn vô cùng.
Thầy buồn quá là buồn, ngạo qua đó. Khi thầy đi tới, thầy rờ rờ tay vào, sờ vào các tượng La Hán chùa Tây Phương đó, thầy có tâm sự với các vị La Hán đó, nói trong bụng thôi. Thầy nói là xin các ngài mà nếu còn ở lại cõi đời này để giáo hóa chúng sanh, thì các ngài làm sao để vận chuyển cho con người bớt mê tín, hiểu nhân quả, để tự con người vượt qua được khổ đau. Người ta mới hiểu được giá trị của đạo Phật mà người ta thực tập. Rất là đau khổ khi chúng ta không hiểu được. Cho nên chúng ta biết được những thảm họa thường hiện tại xảy ra, như là bão lụt. Bây giờ chúng ta xác định rõ nguyên nhân do đâu. Có do trời ban giáng xuống không? Do con người, ý thức của con người quá kém, chặt phá cây rừng vô tội vạ. Cho nên là thời tiết nó thay đổi, chặt hết cây đi thì bây giờ cái thời tiết nó thay đổi thôi, vì cái hệ thống thẩm thấu nước mưa xuống nó không có nữa. Hồi xưa là do rễ cây giữ lại, nước từ từ thấm xuống lòng đất, rồi nó xuống các mạch ngầm, bây giờ nó không giữ được, cho nên nước nó tuôn xuống, xói mòn đất, thành sạt lở đất và trở thành lũ lụt. Và không khí nó không điều hòa nữa, cho nên tạo ra những cái hiện tượng về biến đổi thời tiết, khí hậu, cho nên bão lụt nhiều hơn. Hậu quả đó do ai gây ra? Do thần linh à? Do con người. Nó rồi còn đánh bắt, thì ngày xưa thì bắt cá, thì quý vị thấy có quy định rõ ràng. Bây giờ không biết quy định kiểu gì, cá bé như thế này cũng bắt. Cào sạch hết, từ ở trên mặt nước biển xuống cho tới dưới đáy đại dương, không sót một con nào. Thì quý vị nghĩ coi, thiên nhiên nó còn tồn tại không? Khi mình sống trong cái vũ trụ này, chúng ta có cái sự hài hòa giữa con người với lại vũ trụ, với thiên nhiên đằng này không? Làm túa xùa hết đó. Chúng ta cũng hiểu được những thảm họa từ môi trường, từ thiên tai, hoàn toàn nguyên nhân tạo tác ra là bàn tay của con người, thưa quý vị, chứ không phải là do thần linh đem tới đâu. Chúng ta cứ chiêm nghiệm đời sống của con người, nó biến đổi vô thường, nguồn gốc khổ đau trong cuộc sống của nó chính do chúng ta tạo ra, chứ không phải do ai đặt ra số phận cho mình hết. Thì Đức Phật dạy, tự mình làm điều ác, tự mình làm nhiễm ô, tự mình ác không làm, tự mình làm thanh tịnh, tịnh thanh tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Đây là lời của Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú. Tức là mình là chủ nhân của những nghiệp chúng ta tạo ra, chứ không ai đem tới cho mình niềm vui và nỗi buồn hết. Dù cuộc sống thực tế chúng ta vẫn thỉnh thoảng buồn vì người thân phụ bạc, nhưng mà mình đừng có đổ thừa người ta đem tới cho mình. Đừng có đổ thừa, vì mình đổ thừa người ta đem tới cho buồn là mình sẽ buồn hoài. Thưa quý vị, có một vị Phật tử đó đi tới chùa, nhờ thầy chỉ cho một cách yên tâm. Thầy mới hỏi là con không yên tâm về vấn đề gì. Thì vị Phật tử này mới nói là thưa thật với thầy, con rất đau khổ, tại vì bản thân con là một tiểu thư khuê cát. Con chấp nhận lấy anh ấy, con nghĩa rằng con đã quay lưng với gia đình, vì ảnh là một người không có học, gia đình nghèo. Khi con chấp nhận để đến với ảnh bằng một cái cuộc hôn nhân như đôi đũa lệch này, tức là cái vị Phật tử này đó, họ tâm sự với thầy. Họ nói con chọn anh ấy từ cái không, và con nghĩ rằng trái tim của con, tình cảm của con và cả cuộc đời của con sẽ có thể thay đổi được anh ấy, và anh ấy cũng là một người đàn ông tốt. Con cảm nhận như thế. Nhưng mà gia đình con từ chối. Thế là bằng đôi bàn tay trắng, hai vợ chồng vươn lên từ đói nghèo. Nhưng mà tại sao anh ấy lại phản bội con? Phản bội ngay lúc con sinh đứa con đầu lòng. Thì ảnh lại ra ngoài
có người đàn bà thứ hai. Con biết con buồn lắm, nhưng ảnh cứ gian dối con. Con nghĩ thôi, phận đàn bà mà. 12 bến nước biết bến nào đục, bến nào trong, thôi thì trong nhờ đục chịu. Thấy thương quá phải không quý vị? Lên non thiếp cũng lên theo, tay vịnh chân trèo hái trái nuôi nhau. Ta nói như thế mà cũng phụ bạc. Nhưng mà cô này hay lắm, cổ nói con chấp nhận được, cho nên con không nói gì. Con chỉ nói đơn giản thôi, anh có thể có niềm vui riêng, nhưng anh đừng quên là làm cho một người đau khổ thì mình cũng chẳng có vui sướng gì. Cô này sống hay thế, cổ lặng thầm. Rồi tới sinh ra đứa con thứ hai, anh này lại tiếp tục có thêm một người đàn bà thứ ba nữa. Rồi sau đó thì anh này cũng trở về xin lỗi. Và chuyện đó đã qua 20 năm rồi. Bây giờ con cái đã vào đại học, thì anh này lại tiếp tục sai lầm nữa. Và thậm chí đề nghị cả cô này cho ảnh được công khai với người đàn bà tiếp tục thứ ba trong cuộc đời của ảnh. Cô này cổ nói con lặng người khi ảnh công khai và ảnh đề nghị con phải chấp nhận điều đó. Thầy nghe thầy cũng bức xúc quý vị. Nếu như mà thầy không bình tĩnh là thầy kêu bỏ đó đi. Phải không quý vị? Chứ còn cái gì nữa? Khoan từ từ. Khoan vội. Thì cái cô này nè, cổ mới tới cổ hỏi thầy, bây giờ con phải làm sao? Con đã im lặng suốt 22 năm qua, con không nói gì hết. Con đã đánh đổi tất cả. Bây giờ thật sự con cũng đã mất tất cả vì quyết định sai lầm của con. Con đã quyết định không cần người đàn ông phản bội này nữa. Coi như con đã lầm người rồi. Nhưng mà hai đứa con của con đó, hai đứa con gái đó, nó lại năn nỉ là mẹ cứ tha thứ cho ba đi. Có thể mẹ không cần người đàn ông phản bội đó, nhưng mà chúng con thì rất cần người cha này. Thì người mẹ này lại dao động, hỏi bây giờ con phải chọn cái giải pháp nào. Thật sự là con không chịu đựng được nữa, con cần có sự bình an của tâm hồn. Con không trách gì người đàn ông này nữa đâu, nhưng mà họ cứ dẫn tới trước mặt làm như thế hoài, con đau khổ lắm. Thà là chấm dứt đi, nhất đau phân lưỡng đoạn, để cho lòng con bình yên. Mà bây giờ con của con nó nói như thế, con phải làm sao? Và theo quý vị phải làm sao? Giờ mời bà lên đây tư vấn giúp giùm thầy, để thầy trả lời cho cô này xem. Chứ thầy không dám nói ngay, thầy nói ngay rồi không khéo rồi chồng cô ấy tới chùa rồi hỏi tại sao là thầy xúi vợ ông ta, bỏ ông ta. Giờ theo ý kiến bác thì phải giải quyết như thế nào? A Di Đà Phật, con tên Hoàng Thị Thanh, pháp danh là Minh Nguyệt. Con đã đến chùa Yên Phú này tu là 10 năm. A Di Đà Phật, theo con là nếu nói như các cụ ngày xưa cá chuối đắm đuối về con, thì lòng con này đã sống năm nay là cũng mấy chục năm rồi, thì con thấy là tốt nhất là mình thương con, thương cháu và thương chắc thì phải hy sinh. Vậy con nghĩ là luật nhân quả và cũng là nhân duyên, cho nên là con phải chịu. A Di Đà Phật. Vâng, cảm ơn bác. Tôi mời bác về chỗ. Bây giờ thầy xin hỏi ý kiến của một vị Phật tử trẻ để nói cho thầy nghe xem về vấn đề này.
Xin mời một vị Phật tử, mời cô Ma Mắt Kiến đây. Mời con đấy, vâng, con trẻ nhất trong xóm đấy. Thật sự khổ lắm, thầy nghe thầy bức xúc lắm. Thầy chưa có dám tư vấn gì cho cái cô Phật tử này hết. Giờ con nói cho thầy nghe xem, nếu con rơi vào hoàn cảnh như thế thì con xử lý như thế nào? Cái này giả thuyết thôi nha. Dạ, A-di-đà Phật, con kính bạch thầy. Nếu như mà con rơi vào hoàn cảnh như thế thì con sẽ sống vì con của con ạ. Và con sẽ chấp nhận ạ. Con có nghĩ con chấp nhận như thế là con bắt than cho cánh mày râu hư thân mất nết em? Mấy anh nghe nha, thầy không có để yên đâu. Mấy anh thấy chưa, người phụ nữ trái tim người ta dễ tan vỡ như thế đó, tại sao mà lại dẫm nát lên trái tim người ta? Khổ như thế mà vẫn chấp nhận, vì con mà chấp nhận. Nhưng mà liệu sự chấp nhận của con nó có là giải pháp đúng không? Hay là càng đẩy cho người đàn ông lại đua đòi ham vui hơn, ích kỷ hơn? Thì phụ nữ sẽ còn bao nhiêu người khổ vì người đàn ông phản bội? Dạ, kính bạch thầy ạ. Con nghĩ rằng là cuộc sống thì có nhân quả công bằng và có thể vô lượng kiếp trước thì con đã nợ người đó. Thì bây giờ con sẽ chấp nhận và chịu đựng và mình sống vì con, và cũng là một cách để mình trả nợ. Bây giờ, được rồi, cảm ơn con. Thầy nghĩ là con là quá tuyệt vời rồi đó. Đó. Người đàn ông của con là sẽ hạnh phúc lắm khi nghe con nói câu này. Thầy chỉ nghĩ đơn giản như thế này: đi đâu cho thiếp theo cùng, đối no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ví dầu tình có dở dang thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về. Bốn câu ca dao này đã gói trọn cuộc đời của người phụ nữ, gắn liền với người chồng của mình. Mà tại sao mình lại đối xử tệ với người ta, phải không quý vị? Chàng ơi phụ thiếp làm chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đối lòng. Người ta biết thân phận người ta là cơm nguội rồi, mà mấy anh còn nở lòng nào lại cho nó nổi móc nổi meo nữa, phải không? Mình phải thương yêu nó. Thì quý vị thấy cái vị Phật tử đó tới hỏi thầy rất là rõ ràng về cái nỗi khổ đau trong cuộc sống, mà phũ phàng quá, mình thấy mình không chấp nhận được. Vì mình là người Phật tử nữa nè, mình là giữ năm giới, giới thứ ba là không được quan hệ với người ngoài hôn nhân. Không được làm những cái điều đó. Chúng ta phải sống đàng hoàng, sống tôn trọng người bạn đời của mình để xây dựng nền tảng đạo đức bình yên cho con của mình sau này. Quý vị thấy một cái gia đình mà vợ chồng sống không chung thủy, con cái nó ảnh hưởng tâm lý ghê gớm lắm. Rồi cuối cùng đi tới cái quyết định nói nôm na là giải tán quốc hội đó. Rồi mỗi người đi theo duyên mới của mình, rồi con cái nó đi theo ai. Cho nên á, nhiều người cha mẹ cứ trách con cái mình mất dạy, hư hỏng, tại sao không nhìn lại việc làm của mình. Chỉ tội cho những người một đời sống lầm lũi, sống nhẫn nại nhưng vẫn chịu cái cảnh khổ sở, tang thương do lòng ích kỷ của con người mà ra. Cho nên thầy nghĩ quý vị phải tin nhân quả, hiểu nhân quả để vượt lên trên số phận của mình, và chúng ta chiến thắng được những nỗi khổ đau mà nó dày xéo ở trong lòng của mình. Người phụ nữ thì trái tim mong manh lắm, dễ tan vỡ lắm. Cho dù người đàn ông có sống phản bội họ thì đến một ngày kia trước lúc nhắm mắt xuôi tay, họ vẫn giữ vẹn tấm lòng đối với mối tình xưa cũ. Người phụ nữ là như thế đó. Thì các anh đừng có làm người ta đau khổ nữa nha. Khi chúng ta biết mình đau khổ vì hoàn cảnh này hoàn cảnh nọ, chúng ta hiểu nhân quả, chúng ta sẽ không đổ thừa. Cái cô Phật tử đó cố tới, cô hỏi thầy là vì sao cái anh đó lại làm khổ ảnh suốt như thế.
cái người chồng này tại sao không nhận ra được sai lầm của mình. Thầy nói làm sao thầy biết được. Thầy cổ mới nói một câu, con nói thiệt với thầy là con không có tin đàn ông nữa, mà đang nói chuyện với thầy đàn ông toàn là làm khổ người khác. Trời ơi, thầy nói đàn ông có người con à, chứ không phải là tất cả đều làm đau khổ người khác hết, phải không mấy anh? Khi chúng ta hiểu ra được nhân quả thì chúng ta sẽ biết được con đường mình đi nó sẽ bình yên hơn, vì nơi đó không còn đau khổ của sự chấp trước và tham đắm, thưa quý vị. Cho nên hôm nay thầy muốn chốt lại một điều, mình là Phật tử, mình phải có ý thức trách nhiệm được bản thân của mình. Thứ nhất, mình phải xác định được mục đích của người học Phật, đó là phải đạt tới sự thanh tịnh, giác ngộ. Sự giác ngộ nó đánh bại được vô minh vốn có từ xưa tới giờ. Khi chúng ta có được ánh sáng của tuệ giác, chúng ta sẽ không đi theo lối mòn của vô minh, không có khấn cầu thần linh, không có chờ ai ban phước giáng họa cho mình nữa, mà mình phải tự mình cải thiện lấy cái nghiệp báo của mình. Đó là trách nhiệm thứ nhất. Chúng ta phải học giáo lý giác ngộ và thực tập đạo lý giác ngộ, và nhất định chúng ta phải phát huy tinh thần giác ngộ cổ suý trong cộng đồng mọi người, để mọi người cùng được vượt qua chặng đường gian khổ của họ mà do vô minh từ trước tới bây giờ đã chi phối mình. Sự cầu sinh dựa vào thần linh siêu nhiên hoàn toàn đi ngược với lại tôn chỉ của Đức Phật đã dạy. Do đó khi mình là đệ tử của Phật, mình có trách nhiệm phải chấm dứt vấn đề này, không để cho nó duy trì. Đừng vì bất cứ lý do nào, chúng ta không đủ cái sức để chúng ta thuyết phục, không nói thì chúng ta cũng không có ủng hộ. Tại vì ủng hộ họ thì coi như là mình cũng đồng tội với họ. Đức Phật nói rồi, hoặc là mình gieo ra cái nhân để cho họ làm chuyện xấu, hay là cái duyên làm chuyện xấu, hay là phương tiện làm chuyện xấu, nghiệp mình cũng bằng y như vậy. Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ như thế này: nếu cho rằng do ý muốn của sự tạo tác đấng tối cao mà con người trở thành sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả dối, ngu si, ngớ ngẩn, kiêu căng, thô lỗ, tham muốn, khao khát, tàn ác, hiểm độc, tinh quái và hiểu biết sai lầm việc làm trong vô minh, hoặc nếu thần linh nào đó là nguồn gốc của tất cả những điều khổ đó, thì con người sẽ không còn ý muốn, sẽ không còn cố gắng, cũng không thấy sự cần thiết để làm, hoặc tránh không làm những hành động xấu ác. Đây là lời Đức Phật nói trong Kinh Trung Bộ từ xưa. Nếu chúng ta đã đẩy cho thần linh hết rồi, chúng ta không cần cải thiện, không cần làm gì nữa cho nó mệt, giao cho thần linh xử lý, mình khỏe ra, phải không quý vị? Do đó trách nhiệm của người Phật tử chúng ta là không tham gia vào những điều mê tín, không ủng hộ, cũng không đồng tình, mà làm thế nào để cho mọi người xây dựng một đời sống an lạc, cải thiện những khổ đau trên nền tảng nhân quả. Đó chính là cách chúng ta gieo mầm bồ đề giữa cõi đời đau khổ này. Không phải trách nhiệm của một riêng ai, mà là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Khi chúng ta hiểu được nhân quả, tin nhân quả, thực hành theo ánh sáng tuệ giác Đức Phật, thì lập tức người thân của chúng ta cũng sẽ cảm nhận được điều này, và họ từng bước sẽ tìm hiểu, và rồi họ sẽ làm giống như chúng ta. Mà chưa chắc chúng ta làm là đem tới an lạc, nhưng ít nhiều cũng gợi lên được một ánh sáng. Ánh sáng đó dù là le lói trong đêm trường vẫn tốt hơn là chúng ta ngồi nguyền rủa bóng tối. Một cánh én không làm nên mùa xuân, nhưng cánh én sẽ báo hiệu mùa xuân đến. Một thân lúa chín không làm nên mùa vàng, nhưng thân lúa đó báo hiệu mùa vàng sẽ đến. Và mỗi một người Phật tử của chúng ta tin nhân quả, hiểu nhân quả, có trách nhiệm với đời sống bản thân mình, chuyển hóa nghiệp chướng của mình, sẽ là một đóa hoa sen dâng lên cúng dường Đức Phật để làm đẹp cho cuộc đời.
Vâng, xin khép lại buổi nói chuyện sáng hôm nay với tất cả quý vị Phật tử. Bây giờ Thầy sẽ dành thêm khoảng 10 phút để giải đáp những thắc mắc cho các Phật tử. Đối với những vấn đề tu học và tìm hiểu giáo lý, thì quý vị nào có thắc mắc thì xin mời các vị lên đây đặt câu hỏi, Thầy sẽ trả lời trực tiếp. Nếu cái nào không biết rồi mời con thì Thầy sẽ trả lời sau. Mời con lên đây. Lên đây con. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho con hỏi là con luôn thắc mắc là khi mà ông bà mình hay những người mà bị đã mất rồi ạ, thì khi con được nghe là sau 49 ngày cái thân chung ở âm đấy thì sẽ tìm nơi để đầu thai á. Thế thì sau đấy thì khi mà mình thờ đấy thì cái thần thức còn không hay là đã đi vãng sinh rồi là hết luôn rồi ạ? Thế cái ý nghĩa của việc thờ cúng của mình là gì ạ? À, con muốn hỏi về ý nghĩa thờ cúng ông bà tổ tiên đúng không? Hoàn toàn đây nó mang tính nhân văn. Chỉ có người Việt Nam và những người ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc mới có cái đạo thờ cúng ông bà. Tại vì biểu thị cái lòng của mình biết ơn ông bà, nhớ ơn ông bà, cho nên hàng năm tới cái ngày giỗ, ngày kỵ đó, chúng ta sắp một mâm cơm chúng ta nấu để gọi là tưởng nhớ tới cái công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên. Ngoài ra không có mục đích gì khác hết. Và nó dạy cho con cháu của mình cũng phải nhớ cội, nhớ nguồn, nhớ gốc, nhớ gác. Cho nên con thấy đấy, hàng năm mà tới ngày Tết mà mình không ra được mộ, mình dọn cỏ, mình quét vôi lại, mình thấy lòng của mình nó cảm thấy nó buồn như thế nào, phải không? Đó, đây là nói về cái tinh thần của con người biết gốc, biết nguồn, và đạo đức này rất là cần phải phát huy. Tuy nhiên, có một vấn đề thứ hai Thầy cần xin thưa với lại quý vị qua cái thắc mắc của cô này. Tức là liệu mình thờ cúng như thế, ông bà mình có biết được mình đang thờ cúng không? Dạ, phải không? Con có thắc mắc là rồi, ông bà có, con có thấy các thầy nói là khi mà thờ cúng ý tưởng nhớ nhiều ấy thì sẽ không siêu thoát được và bám víu vào những cái trần cảnh đấy. Dạ. Vâng, đúng như thế. Nhưng mà ở đây mình thờ cúng không phải là để mình luyến ái, mà thờ cúng nó mang tính chất là mình nhớ cái công đức của người đó, cái ơn của người đó, để mình sống tốt hơn, để mình sống làm sao mình xứng đáng với bố mẹ ông bà mình đã cực khổ một đời vì mình. Chứ không phải mình thờ để mình luyến ái. Tại vì đa phần những người thân mới mất đó, mình đều buồn hết. Ví dụ như bây giờ nè, như có cái anh Phật tử đó, thầy thấy anh tới chùa thầy, anh xin mấy thầy cầu siêu cho vợ anh thấy thương. Vợ ảnh mới cưới có một tháng thôi, bị tai nạn giao thông chết. Ảnh buồn quá, thì ảnh thờ vợ ảnh là ngày nào ảnh cũng khóc hết. Ảnh thương vô cùng. Thì bây giờ mình cản người ta, không cho người ta thờ đâu có được, không cho người ta cúng đâu có được. Nhưng mà cúng với cái tâm luyến ái như thế, thờ với lại cái sự đắm nhiễm vào trong cái ái nghiệp như thế, thì chắc chắn người chết nó sẽ không siêu thoát. Theo quan niệm Phật giáo, trên tinh thần của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, thì sau khi chúng ta chết thì chúng ta sẽ thọ một cái thân trung gian trước khi chúng ta tái sinh. Và cái thân đó có tuổi thọ là 49 ngày đêm, gọi là thân trung ấm. Cái thân này có thể nghe, có thể biết và có thể cảm nhận được tất cả những điều mà người thân mình làm. Cho nên trong suốt 49 ngày đó đó, mình cần tu tạo công đức, làm việc thiện để cho cái thân trung ấm của người thân mình họ cảm nhận được và họ phát tâm tu tập với mình, họ cùng làm việc thiện với mình thì họ mới siêu thoát. Cho nên mình tụng kinh, mình ăn chay, mình bố thí, mình cúng dường, mình trì chú, mình niệm Phật, mình phóng sinh, vân vân, ấn tống kinh đĩa, rồi xây chùa, đúc chuông, tạo tượng, tất cả những việc làm đó được làm bằng tài sản của người thân đã mất. Dù họ chỉ có 5 đồng 3 cắc, mình lấy cái tiền đó mình bố thí, mình cúng dường, mình hồi hướng công đức cho họ, thì trong 7 phần công đức mình được 6 phần, và cái người thân đó chỉ được có 1 phần 7 công đức thôi. Nhưng mà ít nhất gợi cho họ cái sự phát tâm tu tập, vì chính họ tu tập họ mới siêu thoát. Còn mình tu tập họ không có siêu thoát, mà mình tu tập là mình gợi ý cho họ cùng tu với mình.
Đa phần những người mới chết đó họ tham lắm, nhất là những người có tài sản. Nhì là những người có một gia đình hạnh phúc, họ tiếc nuối. Họ tiếc nuối vào trong cái, đắm chìm vào trong cái đó, họ không siêu thoát được thì mình bố thí để giúp cho họ giải trừ tâm sân tham. Đó, họ mình sống tinh tấn, tu hành để mình giúp cho họ không có kẹt vào tâm đắm nhiễm. Cho nên tuyệt đối quý vị không có nên biểu thị sự buồn, khóc, đau thương trước bàn thờ của người thân mới vừa chết. Điều này khó quá phải không các vị? Chứ mới ngày nào còn nghe tiếng thấy hình, giờ chỉ có bức ảnh sao làn khói. Lòng nào không ra đi. Các vị tu tập rất là quan trọng trong 49 ngày này. Cho nên chúng ta lập bàn thờ trong 49 ngày để mình và người đó cùng tu. Vì họ chưa có đi đâu đâu, họ còn lẩn quẩn lướt khuất ở đâu đó. Cho nên chúng ta cùng tụng kinh, cùng giữ giới, cùng ăn chay, cùng niệm Phật để tác động vào cho cái thần thức của cái thân trung ấm của cái người mới vừa chết đó, họ cùng tu với mình. Mình thờ với một mục đích đó thôi. Sau 49 ngày thì chúng ta thờ với tính cách tưởng niệm, để nhớ tới cái tình, cái nghĩa của người đó mà mình sống tốt hơn, mà sống cố gắng hơn. Cho nên trong thời gian cư tang cha mẹ và người thân, chúng ta không dám làm bậy, chúng ta không dám nói tầm bậy. Quý vị thấy không? Thật ra mình không tìm hiểu, mình chỉ nghĩ đó là cái dân gian thôi. Thậm chí bố mẹ mất, con cái cũng không dám kết hôn trong lúc mà chúng ta cư tang. Nó không phải là kiên cử gì, nhưng mà nghĩ tới cái nỗi đau đó, mình không dám dành cái niềm vui cho riêng mình, không dám nữa. Tức là mình xếp lại những cái niềm vui riêng để mình cố gắng mình đối diện với những cái nỗi khổ đau, chứ không phải kiên cử gì hết, mà là chúng ta không nỡ lòng nào để làm những cái chuyện như thế. Đó xuất phát từ nền tảng đạo đức của con người Việt Nam. Đây là nó thuộc về phạm trù đạo đức. Cho nên khi mình thờ ông bà cha mẹ, tốt nhất mỗi một ngày chúng ta có một thời kinh ngắn, dù chỉ 5 phút, 10 phút, chúng ta đọc tụng để hồi hướng công đức đó cho ông bà cha mẹ. Thì nó không ảnh hưởng gì tới tiến trình siêu thoát hết. Còn mà tới đó khóc, than, van vái, bài ra mời ông, mời bà về ăn, về thì thật ra cái đó không tốt. Một chung nước thôi, một bó hoa thôi, một nải chuối thôi, một đĩa trái cây thôi, với cả lòng thành của mình dâng lên, chứ không phải mình mời gọi những người đó về ăn. Tại vì người ta cũng đã đi thọ sanh hết rồi. Sau 49 ngày người ta đi thọ sanh hết, nghiệp dẫn đi, đi tái sanh. Nếu nghiệp thiện thì dẫn tới cảnh giới tốt, nghiệp ác thì dẫn tới cảnh giới xấu. Chúng ta kêu gọi chẳng ai tới, chẳng ai về đâu, biểu thị lòng thành của mình thôi. Cho đó quý vị không có nên bày ra cúng bái linh đình mà thể hiện tinh thần đền ơn đáp nghĩa cho những vị đó bằng cách chúng ta làm những việc tốt, như đi cứu trợ, đi giúp đỡ người nghèo, đi ủy lạo để hồi hướng công đức cho họ. Cái này lại có cái công đức đó mình hồi hướng tới cho những người thân của mình, dù họ đã chết lâu rồi, họ đang tái sinh ở cảnh giới nào, họ vẫn được hưởng công đức này. Thưa quý vị, quý vị thấy thỉnh thoảng chúng ta gặp những điều may mắn phải không? Mình không có muốn, nhưng mà cái may mắn nó tới. Có những người không biết ở đâu tới giúp mình, cái đó phước ở đâu ra? Do con cháu mình nó còn giữ lại cái lệ là nó bố thí cúng dường, trì trai giữ giới trong những ngày dỗ chạp của mình, nó hồi hướng công đức cho mình, giống như tình cờ nó chuyển tiền vào tài khoản của mình vậy thôi. Lâu lâu mình nhận được cái phước báo đó, chúng ta gọi là may mắn. Do đó thờ cúng ông bà không có cái vấn đề gì cản trở sự siêu thoát của ông bà hết, nếu chúng ta thực hiện những cái điều theo tinh thần của Kinh Địa Tạng, và chúng ta bố thí cúng dường tu tập để người thân cùng tu. Và ngược lại, chúng ta thờ với tâm luyến ái, đắm nhiễm, thì nó mới là cản trở quá trình tái sinh của người thân mình, chứ không phải vãng sinh. Con phải hiểu hai vấn đề này. Tái sinh nó khác với vãng sinh. Vãng sinh tức là sanh về những cảnh giới tốt, còn rằng là tái sinh có thể tới những cảnh giới không tốt. Rồi vậy ha. A Di Đà Phật. Rồi xin mời vị thắc mắc thứ ba. Dạ xin mời cô. Rồi mời cô lên đây. À bên đó có người rồi. Dạ mời cô.
Mấy anh không thắc mắc gì à? Để cho mấy cô không hay là tinh thần 8 tháng 3 mạnh quá? Alo. Bạch thầy. Con kính bạch thầy, kính thưa quý Phật tử ạ. Con tên là Trần Thị Tâm, pháp danh Diệu Thành ạ. Thì hôm nay từ khi mà con biết tin là được thầy về giảng pháp cho con đây thì con vui mừng từ khi tại vì con ở trong chùa Quang Mỹ Nhân Trạch ạ. Thì con về ngoài Bắc được 4 năm rồi ạ. Thì con vui mừng quá hôm nay được gặp thầy. Quyền Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai á. Thầy đến chùa Nhân Trạch thầy chùa Thuận Quang dạ. Mỹ không? Dạ, dạ, dạ. Chỗ của ni sư Như Thuận à. Dạ vâng. Rồi, thầy, thầy về chùa được con giảng pháp hôm nay con có duyên con được gặp thầy, con đảnh lễ thầy. Vâng, cảm ơn. Rồi cô thắc mắc gì cô hỏi vâng. Đi. Trường hợp của con như này nè. Bây giờ trước khi chưa con hiểu Phật pháp, nhưng bây giờ chúng con đi chùa được thầy hướng dẫn Phật pháp thì cho con hỏi một câu là gia đình chúng con bây giờ ví dụ nhà chúng con có cha mẹ mà chuẩn bị đến khi lâm chung hoặc ốm nữa thì như chúng con là được đi chùa biết là phải trợ niệm lúc lâm chung rồi, nhưng mà trong gia đình chúng con thì không ai được thuận ý, ví dụ chỉ trong gia đình họ hàng chỉ một hai người hiểu Phật pháp thôi ạ, còn tất cả chưa hiểu Phật pháp, nhưng mà ý của chúng con là khi ngày lâm chung của mẹ hoặc cha chúng con hoặc là người thân, ý chúng con là muốn mời trợ ban trợ niệm đến để trợ niệm cho người thân của chúng con, nhưng mà trong gia đình thì nhiều người chưa đồng lòng, thế chúng con là tức là chúng con không biết làm cách nào để được mà gọi là để giải thích cho họ hiểu rõ là về lợi ích của việc trợ niệm khi cho cha mẹ lâm chung thì Thiên Thầy hoan hỉ mà cho chúng con có câu hỏi ạ. Vấn đề này là một vấn đề rất là khó. Tại vì một mình không thể quyết định được một cái sự việc lớn, mà thầy nghĩ ở đâu cũng vậy. Một gia tộc thì có nhiều người, và những người mà được gọi là những người lớn đó thì họ lại có cái tính rất là bảo thủ. Cho nên là khi chúng ta khuyên những người đó thường là thất bại và bị phản tác dụng. Vì họ chưa hiểu Phật pháp, cho nên họ đâu có thấy được cái giá trị lợi ích của Phật pháp đâu mà họ nghe theo. Chúng ta chỉ nghĩ đơn giản như thế này. Tại vì trong trường hợp này đó không có thời gian để chúng ta khuyên, nhưng mà cái hoàn cảnh nó gấp như thế này chúng ta không thể nào khuyên người thân mình được. Chúng ta nên tiếng xe nó ồn quá, quý vị chờ một chút cho nó chạy qua. Quý vị nên tìm hiểu xem coi trong gia đình đó là tổ chức tăng như thế nào. Và khi mà họ đặt ra những cái cách tổ chức như thế thì mình có thể hỏi theo chú, theo bác, theo anh, theo chị làm như thế chắc chắn là người thân mình có được hạnh phúc không? Mình chỉ hỏi một câu thôi. Ví dụ như vấn đề trói tay, trói chân, rồi bày ra những cái trò mà cúng bái vớ vẩn, gọi hồn, gọi cốt, rồi có được bình yên không? Người ta để xem người ta giải thích như thế nào. Thì lúc đó mình mới nói được cái tiếng nói của mình. Mình mới nói cái tiếng nói của mình. Hộ niệm ở đây không phải tốn tiền, cũng không phải làm cái gì hết, mà tới để giúp cho gia đình mình bình lặng trước những đổi thay lớn trong cuộc đời. Đó là mất đi người thân. Còn hơn là ồn ào, kêu nhạ, kêu kèn, kêu trống tới làm rùm ben ồn ào cho cả xóm, cả phố. Người ta không ăn được, không ngủ được. Vì nhà mình làm đám tang nó ồn ào quá. Nó cũng phiền phức. Mặc dù là người ta không dám nói nhưng mà người ta cũng không vui. Người ta cũng không có hoan hỷ. Mình cứ đặt những cái vấn đề đó ra. Và hộ niệm đây là người ta chỉ tới để ủng hộ cho gia đình mình và người thân có thêm tinh thần để vượt qua khó khăn gian khổ. Bất kỳ một chuyện gì, khi lòng của chúng ta nó yên tĩnh thì chúng ta mới có được giải pháp tốt. Bất kỳ làm ăn, buôn bán hay ngay cả quốc hội cũng vậy, bằng những cái kế sách lớn cho quốc gia cũng cần có những cái không gian và thời gian yên tĩnh để họ tư duy. Thì người đã chết đây,
họ cũng phải cần có cái sự yên tĩnh để họ bắt đầu cho một cuộc sống mới. Và thời gian yên tĩnh đó chính là giúp cho họ chứ không phải tai hại cho họ. Chứ còn ồn ào quá thì đâu có giúp được gì đâu. Mình chỉ lấy một cái việc thực tế như thế thôi. Chứ còn mình nói niệm Phật để vãng sinh, họ không có biết vãng sinh là cái gì, làm sao mà nói được vãng sinh. Thậm chí họ còn đả kích mình nữa kìa. Họ không tin Phật, họ còn nói mình là cái kẻ mê tín nữa. Do đó sẽ dễ bị phản tác dụng khi chúng ta đưa Phật đối với những người chưa biết Phật. Mình lấy những chuyện thực tế thôi. Thời gian này nên để yên cho người thân mình, để họ có đủ sức và đủ cái suy nghĩ bắt đầu cho một cuộc hành trình mới sau khi bỏ đi thân tứ đại này. Vì ai làm ăn cũng phải cần có không gian yên tĩnh để suy nghĩ mới tìm ra được cái phương thức làm ăn. Thì họ chết họ cũng phải có cái sự yên tĩnh đó. Mình nói cái lý do này ra thì chắc chắn gia đình sẽ đồng tình hơn. Và khi mà mọi người tới hộ niệm đó là chúng ta sẽ thấy được cái sự phát tâm của gia đình. Điều này quan trọng đối với các ban hộ niệm lắm. Các ban hộ niệm phải thật sự là những người có đạo tâm, đi đứng nhẹ nhàng, nói năng nó khoan thai. Thầy thấy có nhiều người đi tới hộ niệm mà như nhóm chợ vậy đó. Thầy có từng đi tới những cái đạo tràng kiểu như gia đình Phật tử mà thân đó, khi vừa mất những đạo tràng trợ niệm đi tới làm rùng beng hết, thất bại rồi, gia đình ta không phát tâm. Mình tới thật nhẹ nhàng, mình nói bình tĩnh, người ta mới có người thân mất người ta phải khóc. Thầy thấy có cái bà đó báo quát, bà nó bị câm mồm không, đi ra. Trời ơi, chồng người ta mới chết, người ta khóc mà đuổi người ta đi ra, người ta chết rồi. Đó, mà đuổi người ta kêu người ta câm mồm đi. Cái người vợ đó cũng đi ra chứ gặp thầy, thì thầy phải bảo ngược lại bà mới là cái người đi ra khỏi đây. Bà ở đâu bà tới đây bà làm chủ tình hình vậy? Phải không? Mình phải khuyên người ta, thôi đừng khóc nữa con, buồn một chút thôi, cùng với lại bà để hộ niệm cho chồng con. Niệm Phật cho chồng con được lợi ích thì người ta nín, người ta niệm ngay. Hễ mà nó niệm Phật thì nó sẽ đâu có rảnh đâu, nó khóc, phải không? Lâu lâu thì nó hít một cái thôi. Đấy. Thì như thế nó sẽ hay hơn. Đằng này tới đuổi người này quát, người kia la sờm hết, bị phản tác dụng. Do đó cần phải củng cố và tổ chức lại các đạo tràng trợ niệm cho đúng chánh pháp, và những người tham gia đó phải là những người có đạo tâm, chứ không có trộn rộn vào trong đó. Ai mà lu bu mời ra, mời hẳn không cho tham gia nữa. Thì những đạo tràng trợ niệm này, đi tới trợ niệm sẽ giúp cho người thân của mình hiểu hơn về đạo Phật và họ chấp nhận được. Dạ. Dạ. Bạch thầy cho con hỏi thêm, hoàn hỉ cho con một hỏi con nữa là trường hợp như nhà con đấy là xã nhà thầy con mất ở trong. Câu thôi để người dạ, khác hỏi dạ, nha. Chồng con là mất năm nay 9 năm mà vẫn chôn ở nghĩa trang Long Thành đấy ạ. À. Bây giờ con cũng bối rối là bây giờ 9 năm rồi mà theo như ngoài bác là cứ phải chôn rồi là khi là sau đó là nó bốc mộ cho mã cho sạch. Nhưng mà phía nam thì không như thế thì thôi cho con hỏi là ví dụ có ảnh hưởng đến tâm linh không, ví dụ như là không bốc lên hoặc là ngoài bác là phải làm sạch thì mới có ảnh hưởng đến sống tâm linh không ạ? Mà mộ nhà con mà chưa đưa về ngoài bác được, con vẫn có điều lo lắng như thế thì không biết thế nào ạ? Thầy hoan hỉ chỉ dạy cho con ạ. A Di Đà Phật. Quan niệm của người Việt Nam mình đó là không nên động mồ động mã nhiều, phải không các vị? Phải không? Đó, nhà mình ở thôi, người khác bữa nay dời cái cửa, ngày mai dời cái giường, bữa nọ dỡ cái nóc, ở yên không? Dạ. Sống có cái nhà, thác có cái mồ, mà cứ bốc lên bốc xuống, quật tới quật lui thì người đó cũng khổ lắm. Cho nên không cần phải dời tới dời lui, bốc tới bốc lui. Tại vì quan niệm đó là cứ bốc lên rồi cái rửa xác cho nó sạch thì cái xác đó nó mới sạch, cái thần thức nó mới thoát. Thực ra đây là một quan niệm chưa có chính xác. Một cái việc làm này theo truyền thống nó chưa có đúng. Cứ để yên như thế không có ảnh hưởng gì hết. Ở đâu cũng vậy, cứ để yên đó. Nó quan niệm mình là làm sao mình biết được cái mộ của người thân mình. Chỉ có mình không biết mồ mả đó mình mới cảm thấy buồn. Khi mình biết rồi mình đem về, mình để ở cái nơi nào nó thuận tiện cho mình chăm sóc, để cho lòng của mình bớt buồn tủi thì được. Chứ đừng có mà cải táng lại, bốc lên rửa xác, rửa xương, rồi tóc đốt, rồi cái tuột thịt tuột da ra, rồi bỏ lại cải táng. Thì cái việc làm đó thầy nghĩ không nên, rất không nên làm. Cứ để cho họ yên như thế đó. Chứ còn làm như thế tội nghiệp lắm, thấy buồn lắm. Thầy thấy cảnh đó, nó tàn nhẫn như thế nào đó. Thật sự là như thế.
nó mới chôn 3 năm phải không quý vị, là bốc lên phải không? Cho nên là cô không cần phải băn khoăn vì vấn đề đó hết nha. Cứ để bình thường như thế. Bây giờ cô cứ ăn chay, tụng kinh niệm Phật theo hồi hướng cho ông xã của cô, thì ổng ở đâu ổng cũng được bình yên hết, không cần phải bốc lên bốc xuống giờ tới giờ luôn. A Di Đà Phật. Chắc xin phép tạm dừng lại. Tối nay còn một buổi để trao đổi và nói chuyện với các vị vào lúc 7 giờ tối, thì thầy cũng sẽ dành thêm một ít thời gian để giải đáp những thắc mắc cho các vị. A Di Đà Phật.